Chào mừng các con đã đến với khóa học Tiếng Anh lớp 4 dựa trên bộ sách i-Learn Smart Start trên trang web học trực tuyến OLM. Các con thường làm gì vào những cuối tuần rảnh rỗi? Chúng ta cùng theo dõi bài học số 4 để biết các bạn nhỏ đã làm những hoạt động gì nhé. Unit 4 Activities Lesson 1. Chúng mình đến với phần đầu tiên, từ vựng vocabulary. Are you playing a board game? Yes, we are. Play a board game. Các bạn có thể lựa chọn chơi những đồ chơi có bảng như các loại cờ. Play a board game. Are you doing a puzzle? Yes, I am. Do a puzzle. Do a puzzle. Are you reading a comic book? Yes, I am. Read a comic book. Read a comic book. Are you eating snacks? Yes, we are. Eat snacks. Eat snacks. Are you playing video games? Yes, we are. Play video games. Play video games. Are you taking photos? Yes, I am. Take photos. Take photos. Vừa rồi, chúng ta đã biết thêm 6 hoạt động. Các con cùng ôn lại những hoạt động vừa rồi. Play a board game. Do a puzzle. Read a comic book. Eat snacks. Play video games. Take photos. Play a board game. Do a puzzle. Read a comic book. Eat snacks. Play video games. Take photos. Các con làm rất tốt. Chúng mình cùng chuyển sang phần cấu trúc, structure. Phần đầu tiên trong phần cấu trúc, cô trò mình cùng ôn lại các đại từ chủ ngữ. Các đại từ chủ ngữ là những từ con dùng để xưng hô hay để gọi người khác. Đây chính là bản thân con tự xưng bản thân mình là I. Ví dụ, I am Ben, tớ là Ben. I, tôi, tớ. Khi con muốn chỉ con và các bạn khác, những người khác nữa, con có đại từ we, chúng mình, chúng tớ. Ví dụ, we are happy, chúng tớ rất vui. Khi con muốn chỉ một bạn khác, đối diện con, đang nói chuyện với con dùng đại từ you, cậu. You are Bill, cậu là Bill. Khi trong đoạn hội thoại của các con có từ 3 người trở lên và con muốn chỉ những bạn còn lại, muốn nói đến những bạn còn lại, chúng ta cũng dùng đại từ you, có nghĩa là các cậu, các bạn. Ví dụ, you are happy, các cậu rất vui vẻ. Trong đoạn hội thoại giữa mình và bạn, đại từ you có thể dùng để chỉ một người đang nói chuyện cùng mình hoặc có thể chỉ nhiều người khác đang nói chuyện cùng mình. Chúng ta cùng nhắc lại cách dùng của 4 đại từ chủ ngữ này. Đại từ chủ ngữ I dùng để chỉ chính bản thân mình, tớ, mình, con. We bao gồm bản thân con và những người khác. You có thể dùng để chỉ một bạn đang nói chuyện cùng con, hoặc có thể chỉ nhiều bạn đang nói chuyện cùng con. Từ cách dùng vừa rồi, con hãy hoàn thành phần sau. Đây là bạn Bill, bạn ấy có những người bạn là Tom và Dan. Ở trong bức tranh số 1, Bill sẽ tự xưng bản thân mình là I. Vậy khi Bill chỉ các bạn khác, Bill sẽ nói như thế nào? Chính xác, ở trong bức tranh số 2 chỉ Tom và Dan, chúng ta dùng you. Bức tranh số 3 chỉ bạn Dan đang nói chuyện với Bill. Bill sẽ xưng you. Ở phần thứ tư có Tom và I. I ở đây chính là Bill, tức là Bill đang nói về bản thân mình và bạn Tom. Chúng ta dùng we. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần cấu trúc của bài học ngày hôm nay. Trong suốt phần học về từ vựng, các con đã thấy mẫu câu hỏi và trả lời ai đó có đang làm gì hay không. Để hỏi xem ai đó có đang làm gì hay không, chúng ta có mẫu câu are you, theo sau là hoạt động. Và các động từ chỉ hoạt động chúng ta cần thêm đuôi ing. Nếu đúng con đang làm hoạt động này, con sẽ trả lời yes I am. Nếu sai, con sẽ nói no I'm not. Trong đó, am là cách viết tắt của I am. Cô có ví dụ. Are you reading a comic book? Cậu có đang đọc truyện tranh không? Đáp án của chúng ta là yes, I am. Đúng rồi, tớ đang đọc. Hỏi khi câu hỏi dành cho nhiều người đối diện, từ 2 người trở lên. Nếu đúng, con sẽ trả lời yes, we are. Còn nếu sai, con sẽ nói no, we aren't. Trong đó, aren't là cách viết tắt của are not. Cô có ví dụ. Are you reading a comic book? Các cậu có đang đọc truyện tranh không? Con nhìn vào hình ảnh và trả lời câu hỏi nhé. Đúng rồi, chúng ta nói no, we aren't. We ở đây chính là thay cho 2 bạn. Và ở đây các bạn đang chơi board game chứ không phải đang đọc truyện. Chúng ta cùng nhìn lại cấu trúc của 2 phần vừa rồi. Các con lưu ý, nếu câu hỏi chỉ có một mình các con, thì các con đáp lại bằng I. Và đi theo I, to be sẽ là am. Ngược lại, nếu con gồm từ 2 người trở lên, con sẽ tự xưng we, chúng tớ. Và theo we, động từ to be luôn là are. Dựa vào cấu trúc này, con hãy hoàn thành các câu sau. Ở câu 1, cậu có đang ăn snack không? Đáp án của chúng ta là yes, I am. Vì ở đây chỉ một mình các con, nên con sẽ dùng I. Trong câu 2, các cậu có đang chụp ảnh không? Nhìn vào bức tranh, mình thấy câu trả lời sẽ là no. Và ở đây có 2 bạn, chỉ 2 người, con sẽ nói no, we aren't. Trong bài học này, con cũng cần ghi nhớ cách thêm đuôi ing vào phía sau động từ. Cô nhắc lại cách thêm đuôi ing. Với đa số các động từ, chúng ta chỉ cần thêm đuôi ing, ví dụ như go thành going. Với cách dùng thứ 2, đó là với những động từ có tận cùng là y, các con cần bỏ y, sau đó thêm đuôi ing. Ví dụ, động từ make tận cùng là y, con bỏ y và thêm đuôi ing, chúng ta có making. Trường hợp thứ 3, đối với các động từ cận cùng bằng một trong những chữ cái A, E, I, O, U và một trong các chữ cái còn lại ngoại trừ 5 chữ cái này. Chúng ta cần gấp đôi chữ cái cuối cùng, sau đó thêm đuôi ing. Ví dụ, shrimp, tận cùng là I cộng M. Chúng ta nhân đôi chữ cái M, sau đó thêm đuôi ing thành shrimping. Dựa vào cách thêm đuôi ing cũng như mẫu câu mình vừa học về hoạt động đang diễn ra, còn hãy hoàn thành các câu sau. Ở câu 1, chúng ta sẽ thêm đuôi ing vào sau động từ read thành reading. Cậu có đang đọc truyện tranh không? À, ở đây đáp án của mình sẽ là No, I'm not. Bức tranh thứ hai, các bạn đang chơi board game. Với động từ play, chúng ta sẽ thêm đuôi ing. Playing. Câu trả lời là đúng. Và ở đây có 2 bạn cùng đang chơi, gồm mình và những bạn còn lại. Con sẽ nói Yes, we are. Con làm bài rất tốt. Chúng mình chuyển sang phần cuối cùng, phonics. Trong phần phonics lần này, các con học cách phát âm của âm V. Để phát âm được âm V, con hãy đặt răng cửa trên chạm với môi dưới. Sau đó, đẩy luồng hơi ra. Đây là một âm hữu thanh, vậy nên khi phát âm, cổ họng các con có rung. Con đọc lại theo cô. V. V. Âm này sẽ có trong các từ con vừa học như TV hay video game. Âm V được thể hiện qua chữ cái V. Con đọc lại theo cô nào. V. TV. Video game. Rất tốt. Tổng kết lại bài học này, chúng ta đã học 3 phần kiến thức. Phần đầu tiên từ vựng với những từ chỉ hoạt động. Phần thứ hai cấu trúc, đó là về đại từ chủ ngữ, hỏi và trả lời xem ai có đang làm gì hay không và cách thêm đuôi ing. Và cuối cùng đó là phần phát âm với cách phát âm của phụ âm V. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên trang web học trực tuyến OLM.